Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các anh chị về cái vận hạn tử vi của cái năm 2021, năm Tân Sửu đối với tuổi của các anh. Tuy biết rằng là giờ này mới chia sẻ là chậm là muộn, tuy nhiên là mọi người phải thông cảm cho mình đó là mình quá nhiều việc, không phải là lúc nào cũng đủ rảnh mà làm tất cả các tuổi. Có tuổi mình làm được, có tuổi mình không làm được. Tuy nhiên có nhiều người yêu cầu quá thì mình bắt đầu mình làm lại. Thì do cái vận hạn của tháng thì bây giờ đã tới tháng 4 rồi, sắp hết tháng 4 rồi, chuẩn bị chuyển qua tháng 5. Để tránh cái video nó rầy rà, nó quá dài thì mình chỉ nói từ vận hạn từ tháng 5 cho đến cuối năm thôi, không có nói cái phần mà từ tháng giêng tới tháng 4 ha. Từ tháng giêng tới tháng 4 thì dựa chủ yếu vẫn vào những cái phân tích của cái người nữ mạng giùm mình. Rồi, đầu tiên hết á, thì người Ất Mão nam mạng chịu sự chi phối của cái tử vi năm Tân Sửu năm 2021 á, sẽ là những người sinh từ ngày 11 tháng 2 năm 1975 cho đến ngày 31 tháng 1 của năm 1976. Đây là cái năm cạnh cái năm 76 là năm nhuận, năm 75 mà kế, cho nên là nó khá dài. Xét về cái về thì mình nói do cạnh năm nhuận cho nên xét cái tháng nó tới lại 31 tháng 1 là của năm 76 là. Rồi, người là mệnh đại hải thủy. Năm nay là năm Tân Sửu năm 2021 á, thì là 47 tuổi. Cho nên xét về trụ mạng á, thì người mệnh thủy gặp năm Tân Sửu là một năm thổ, là bổn mạng bị năm tương khắc. Đây là một cái dấu hiệu không tốt đẹp cho cái bổn mạng và sức khỏe của cái người Ất Mão nam mạng. Sau của năm á, thì lại là một ngôi sao, một khung tinh tiếp tục là hành thổ, là sao thổ tú. Sao này nó khắc bổn mệnh, lại là cái sao thổ tú mà cái mệnh của nó là chủ yếu đem đến chuyện trở ngại miệng tiếng hay xung khắc trong cuộc sống. Các anh nên đề phòng có kẻ ném đá dấu tay mà xin chuyện kiện thưa. Năm nay làm ăn không thuận, gia đạo thì dễ bất hòa, chăn nuôi hay sức khỏe đều không có tốt đẹp. Kỹ nhất dĩ nhiên là vào cái tháng 5 và tháng 8. Sắp tới ha, tới tháng 5 rồi đó. Âm lịch. Rồi, hạn của năm á thì là hạn ngũ mộ. Hạn này chủ về tiền bạc hao tán và tinh thần bất an, đề phòng những cái chuyện tai bay và gió cũng không tốt đẹp luôn. Vận niên lại càng là không tốt đẹp hơn nữa khi vận niên trư phùng hỏa. Người ta gọi là con heo gặp lửa. Cơ bản là con heo đang nằm ở trên vàng quay, muốn quay sao nó quay. Có thể có, đây là một năm có thể có những cái biến cố đột xuất. Công việc làm ăn thì vất vả nhưng không thu về đáng kể. Giúp người thì hay gặp cảnh làm ơn mất quán. Năm nay dù có cơ hội thay đổi làm ăn hay phải suy nghĩ tính toán cẩn trọng, tránh thua thiệt cho mình. Tốt nhất là năm một cái năm mà có sao hạn vận niên như thế này thì vẫn là an phận thủ thường là tốt nhất. Làm những việc cũ, những việc mình đã theo đuổi từ xưa giờ thì mới mong nó an nhàn qua khỏi. Thiên can thì chữ Tân của Tân Sửu nó khắc chữ Ất của Ất Mão, gọi đây là thiên can bị năm tương khắc tương xung, có nhiều cái khó khăn trong công việc dù là cũ hay mới. Địa chi Sửu gặp Mão là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc, báo hiệu một năm có thuận thành ở trong việc tình cảm gia đạo, không có nhiều cái biến chuyển xấu. Đó là nhìn cái vẻ bên ngoài của cái tử vi, thấy là sao hạn vận niên thiên can xấu, chỉ có địa chi là được chút xíu. Như vậy thì xét xem cái tọa cung tiểu vận, cung tiểu hạn của mình, tức là nội tại của cái năm này đối với cái người Ất Mão nam mạng của các anh sẽ ra sao. Trải qua 4 tháng đầu năm rồi
thì cái phần tử vi này cũng phần nào thể hiện cho người Ất Mão thấy rõ là năm nay không có mấy thuận thành ở trong cái nhiều cái việc, làm cái gì nó cũng có sự khó khăn. Thì các anh làm rồi, tận hưởng được 4 tháng đầu năm rồi chắc phải hiểu ha. Rồi, tỏ cung tiểu vận thì có các sao như là bác sĩ, phượng cát giải thần, thiên quan lộc tồn. Bộ sao này á thì thường nè, phượng cát giải thần, trong đó giải thần là đệ nhất hóa giải hung binh. Cho nên là bác sĩ đi trước phượng cát giải thần thì có thể là có bệnh nhưng mà không đến nỗi nguy nan bổn mạng. Thiên quan lộc tồn thì thiên quan là trời, lộc tồn là tiền bạc, có thể nói là có tiền tài dù rằng cái ngoại vi nó không có tốt đẹp, tuy nhiên là có thể là gần cuối năm cái vận chuyển nó sẽ qua đi, sau cái tháng 8 thì nó sẽ tốt đẹp hơn thì sao, đúng không? Tọa cung tiểu hạn thì có các sao lưu hà, phi liên quan đới, đi với tang môn. Chủ về trong gia đình có chuyện buồn đưa tới, công việc nhiều khó khăn, có việc liên quan đến quan sự đáo tụng đình khi lưu hà phi liêm đi trước quan đới. Tang môn nhập cung hạn, cẩn trọng đại tang trong gia đạo. Đó là những gì mà mình có thể nói được tọa cung tiểu hạn ha. Còn cung nhị hợp thì có các sao thiếu âm thì bị tuần triệt án ngữ, mộc dục thiên la. Thiếu âm là một cái còn có thể nói là nó giống như là một cái tài tinh nhỏ, có tiền. Thái âm á, thì là tài tinh, còn thiếu âm là nhỏ hơn, yếu hơn, cũng là một tài tinh nhưng nhỏ hơn, yếu hơn, bị tuần triệt án ngữ. Cho nên là có tiền thì dễ sanh mộc dục thiên la, là nếu như lướng vào tình cảm thì coi chừng có nhiều điều xấu để xảy đến, thậm chí đây là cái tình cảm có thể là giăng bẫy mình và làm cái gì đó có nhiều điều xấu nó đi kèm theo. Như vậy thì với cái cung nhị hợp á, là cái cung mà về đối tác, về vị thế bên ngoài, thì có thể rằng là mình nghĩ đối tác đem lại tiền bạc cho mình nhưng mà bị tuần triệt án ngữ, có thể là thấy được việc làm ăn ngon lành nhưng mà bị thằng nào đó nó phá, không làm được. Rồi mà cái phá này nó có thể liên quan đến tình cảm. Có thể là trong tình cảm, trong anh em hoặc là trong đối tác đã thân thương đã làm với nhau. Cho nên là nhớ cẩn thận với cái cung nhị hợp thế này. Rồi còn cung tâm hợp thì có các sao hoa cái, bị phá toái đế vượng, long trì quốc ấn thi phúc, tướng quân nhưng bị tuần, thiên khóc quan phù. Chủ về có sự thay đổi tích cực trong quan lộc, phát triển lên trong quan lộc, tuy nhiên nên đề phòng có kẻ phá hoại ở trong cái chặng đường mình phát triển đó. Có thể là bị được sếp đề bạt nhưng mà thằng đồng nghiệp hay là thằng bạn hay là gì đó chọc, ê cái gầu kêu sếp thay đổi ý kiến, cái này là cẩn thận nha. Người Ất Mão đề phòng tiểu nhân ở trong cái cung hạn của mình. Có hoa cái đi với lại đế vượng, nhưng mà là giữa hoa cái với đế vượng thì có phá toái. Để đạt được hoa cái là sinh sôi nảy nở mà, đạt được lên đế vượng thì phải đi qua phá toái, tức là mình muốn đạt được cái mục đích đó mình phải đi qua cái lời thị phi, đi qua một cái gì. Nhưng có long trì quốc ấn thiên phúc, tướng quân thì khẳng định là cái vị thế của mình không có bị suy diễn. Có tuần án trước thiên khóc quan phù thì có thể là có đơn kiện thư, có này kia kia nọ nhưng mà vẫn không có chuyện gì, tuần là nó đã làm cho mất đi cái giá trị của những cái sao kia. Như vậy thì mình đã chia sẻ cái phần tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 về phần ngoại biên, ví dụ như vận niên sao hạn, cũng như nội tại là các tọa cung tiểu hạn, tọa cung tiểu vận. Bên cạnh những điều xấu thì cũng có một vài cái tín hiệu tích cực. Thì bây giờ mình sẽ vận vào những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Cái phần mô tả thì mình có mô tả luôn từ tháng Giêng đi luôn, nhưng mà phần nói thì mình chỉ nói từ tháng 5 thôi. Tại vì nếu mà nói từ tháng Giêng luôn cái video nó rất dài, coi nó buồn ngủ lắm. Coi tử vi mà coi gì đâu cả tới 40-50 phút thì quải lắm, đúng không? Còn cái tử vi coi chừng nửa tiếng trở lại là ok. Rồi,
mình trở lại để khỏi tốn thời gian của các anh. Tháng 5 âm lịch, tháng mà cái sao Thổ Tú nó hoành hành mạnh ha, là một tháng Giáp Ngọ. Tháng Giáp Ngọ thì là một tháng Kim. Như vậy xét về trụ mệnh là Kim sinh Thủy, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh, vì thế được hưởng lợi. Cũng có cái hay, không có lo về bổn mạng, phúc tinh tài tinh thì được phát huy nhiều, đặc biệt là giải thần ở trong cái cung nhị hợp, đúng không? Có giải thần, có tọa cung tiểu vận, có giải thần. Rồi, thiên can thì chữ Ất và chữ Giáp không xung không khắc về mặt tử vi. Cả Ất lẫn Giáp thì thuộc hành mộc, đây là một cái thiên can tốt cho công việc mọi thứ. Địa chi Ngọ Mão, tứ Ngọ Mão Dậu. Ngọ Mão thuộc tứ hành xung, lại là chính xung, là dấu hiệu không may cho gia đạo mà còn cho cả cái mối quan hệ trong công việc. Đặc biệt sao Thổ Tú là đem lại rối rắm và nạn tai, cho nên tháng này coi chừng những cái rối rắm do đối tác, do những cái người mà mình thân quen, là những cái mối quan hệ làm ăn đem lại sự khó khăn buồn phiền cho mình, cho nên các anh nhớ cẩn thận. Bây giờ là đã là 26-27 tháng 4 rồi, còn mấy ngày nữa là qua tháng 5 đó. Tiếp tục là tháng 6 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 6 âm lịch là tháng Ất Mùi. Tháng này có vẻ là sẽ tốt đẹp nhiều thứ cho người Ất Mão, khi Ất Mùi là một tháng Kim, tiếp tục giống với lại tháng 5 là được sinh tương sinh về bản mệnh. Khi Kim sinh Thủy, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe sẽ tốt, phúc tinh tài tinh, vì thế được hưởng lại. Thiên can thì chữ Ất của Ất Mùi và Ất của Ất Mão đồng hàng, công việc thuận thành hanh thông, sẽ có tài lộc ở trong cái tháng này. Địa chi Mùi Mão, người tuổi Mùi gặp tháng Mão, đây là nhóm địa chi tam hợp hợi Mão Mùi, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả cái mối quan hệ trong công việc. Nếu như tháng này có gặp việc không tốt, không thuận thành ở trên cái tháng 5, khi mà cái sao Thổ Tú nó hoành hành mạnh, thì xuống tháng này cũng sẽ gặp được quý nhân, gặp được người hiền, gặp được người chỉ điểm mà qua được cái nạn của tháng 5. Tiếp tục là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của người Phật giáo. Tháng này là tháng Bính Thân. Tháng Bính Thân là một tháng hỏa. Như vậy thì xét về trụ mệnh là không tốt đẹp cho người Ất Mão, khi thủy đại khê thủy của các anh khắc bản mệnh, khắc tháng, sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe một tí xíu. Thiên can Ất Bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của Ất là mộc mà Bính là hỏa, đây là nạp âm ngũ hành sinh xuất, coi chừng xảy ra cái việc suy hao tài lộc, hoặc là có cái sự mà đầu tư mà các anh đã tính toán trước bỏ tiền ra. Nói chung là tháng này là suy hao tài ha. Rồi, địa chi Thân Mão, tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy không có cái việc gì quá lớn để mà nói ở trong cái chuyện gia đạo tình cảm ở trong tháng 7 âm lịch. Tiếp tục là tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu của cái năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng Trung Thu là tháng Đinh Dậu. Tháng này sao Thổ Tú cũng phát huy tác dụng rất là mạnh. Gặp tháng Đinh Dậu là tháng hỏa, tiếp tục xấu về bụng mạng và sức khỏe, khi thủy của các anh khắc hỏa của tháng, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng bụng mạng sức khỏe. Thiên can Ất Đinh không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng khá giống với lại cái tháng 7 khi Ất là mộc và Đinh là hỏa. Nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất, đây là tháng rất dễ suy hao tài lộc, thậm chí là suy hao tài lộc lớn, khi sao Thổ Tú, một cái ngôi sao hành thổ, phát huy tác dụng lên cái người mệnh thủy. Địa chi lại là một cái địa chi cực xấu, khi Ngọ, Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Mão, Dậu là thuộc nhóm địa chi lục xung, chính xung trong cái tứ hành xung, lại là lục xung nữa, cho nên gia đạo tình cảm khó yên ổn, cẩn trọng sẽ bị gạt ở trong công việc làm ăn hoặc là bạn bè xấu, nhớ cẩn trọng một tí xíu. Như vậy
Nếu là các anh mình sẽ khoanh tròn cái tháng 8 lại. Có thể nói là trong cái vận trình cuối năm, tháng 8 là một tháng có thể là xấu nhất đối với người Ất Mão. Ở trong mọi thứ, cả về công việc, lục xung mà thì nó xung nhiều thứ lắm, cả về công việc, tình cảm và bổ mạng. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là một tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mệnh, người mệnh thủy gặp tháng mộc là sinh xuất bản mệnh, bản mệnh bị suy yếu, sức khỏe và bổn mạng không được tốt, đặc biệt là phúc tinh và tài tinh sẽ suy yếu. Thiên can Ất Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, không vấn đề về cái công việc, không có quá cái nhiều cái sự khó khăn. Bởi sao? Bởi cái nhóm địa chi người tuổi Mão gặp tháng Tuất là thuộc nhóm địa chi lục hợp, tốt cho gia đạo tình cảm, dễ gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc nếu gặp không may. Là như vậy thì tháng chỉ có bị sinh xuất bổn mạng một tí xíu thôi, mà sinh xuất bổn mạng là cái xấu về bổn mạng yếu nhất, cho nên là không có vấn đề gì quá lo lắng. Có thể nhờ cái địa chi lục hợp này phần nào cứu vãn cái phần sinh xuất về bổn mạng. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 10 âm lịch chính là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc, bổn mạng sức khỏe cũng sẽ giống với cái tháng 9 khi thủy sinh mộc, bản mệnh sức khỏe yếu, phúc tinh tài tinh cũng suy yếu. Thiên can thì lại không tốt đẹp khi chữ Ất khắc chữ Kỷ. Ất của Ất Mão khắc chữ Kỷ, thiên can khắc tháng, thường thì xấu về công việc, cẩn trọng có kẻ phá toái, kiện thưa quan vụ ở trong cái tháng này. Nên nhớ là ở trong cái cung tọa cung tiểu vận á, thì của mình á, có thiên quan lập tồn, nhưng mà tọa cung tiểu hạn lại có lưu hà phi liêm. Phi liêm, lưu hà phi liêm đi với quan đới, cho nên là liên quan đến pháp luật, quan vận không tốt đẹp. Cẩn thận cái tháng Ất khắc Kỷ như thế này. Rồi, địa chi thì lại thuộc nhóm địa chi tam hợp. Khi người tuổi Mão gặp tháng Hợi là Hợi Mão Mùi tam hợp, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho những cái tình cảm, cho những cái mối quan hệ trong xã hội. Có thể nhờ cái tam hợp này phần nào hóa giải bớt cái chữ Ất khắc Kỷ, tức là nếu có vấn đề gì thì dễ gặp quý nhân đưa đường chỉ lối, mà vượt qua cái tháng nó không tốt đẹp về thiên can như thế này. Rồi, tiếp theo là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu chính là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng thổ. Tháng thổ của năm thổ. Như vậy thì bổn mạng sức khỏe sẽ có vấn đề khi sao? Thổ của tháng khắc thủy. Tháng khắc bản mệnh không tốt, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân, thậm chí là nguy nan tới bổn mạng của mình. Thiên can thì tốt đẹp hơn, với chữ Ất của Ất Mão sẽ hợp với chữ Canh. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc thuận thành hanh thông, dễ có tài lộc. Nhưng mà nên nhớ là tháng này vẫn bày thổ khắc, thổ của tháng khắc thủy, cho nên là có ngũ hợp đi nữa thì cũng đừng có xa đà ha. Đừng có nghĩ là mình ngon quá, là mình cương quá mức, là coi chừng bức luôn. Vì sao? Vì địa chi của tháng này là Tý. Tý gặp Mão là thuộc nhóm địa chi tự hình, nằm sát nhau, nằm trong bộ tứ hành xung, thuộc nhóm địa chi tự hình, nên gia đạo tình cảm cẩn thận những va chạm hoặc chuyện buồn, đặc biệt là rất dễ có tang trong gia đình, mà tang này là tang người nam nha. Rồi, tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng cuối cùng của năm Tân Sửu chính là tháng Tân Sửu luôn. Tiếp tục là một tháng thổ nữa, tháng thổ của năm thổ, rồi tháng sửu của năm sửu luôn. Bổn mạng thổ sẽ của tháng sẽ khắc bổn mạng, tháng khắc sức khỏe, bổn mạng không tốt, cẩn trọng sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân, nguy nan bổn mạng. Thiên can thì càng xấu hơn, với chữ Tân khắc
chữ Ất, tân của Tân Sửu khắc chữ Ất. Bản thân tân của năm là khắc chữ Ất rồi, tháng khắc thiên can, công việc dễ lâm bế tắc, suy hao tài lộc lớn, coi chừng thậm chí tháng này có thể vương pháp lực đáo tụng đình. Mão Sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy là một trong những cái tháng về gia đạo tình cảm không có chuyện quá lớn. Tuy nhiên tháng 12 với bổn mệnh bị sinh bị tháng khắc rồi là thiên can bị tháng khắc, cẩn thận bổn mạng sức khỏe và những cái vấn đề về làm ăn, cẩn trọng mọi điều. Nếu như là mình thì mình sẽ khuyên các anh là không nên làm việc phạm pháp, việc phi pháp ở trong cái tháng 12 này, sẽ dễ gãy ra những cái việc không có tốt đẹp cho cả bản mệnh sức khỏe cũng như là công việc làm ăn của mình về lâu dài. Đó là những gì mà mình có thể chia sẻ với các anh ở trong cái tháng 12. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến các anh Ất Mão sinh năm 1975 tử vi cũng như vận hạn từ tháng 5 đến cái tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021. Bên cạnh cái tổng thể của cái tử vi có nhiều khó khăn thì trong cái vận trình của năm có những tháng đi lên và cũng những tháng đi xuống, và theo mình nhận thấy thì đi lên ít hơn là đi xuống. Cho nên đối với các anh với sao Thổ tú chiếu mạng, vận niên cẩu cuồng vong ha, hạn như thế này thì đây là một năm mình khuyên các anh nên an phận thủ thường, làm những cái việc từ xưa giờ đã có, kết hợp với cái thiên vận của năm nay rất xấu, với dịch bệnh vẫn chưa đi qua, rồi là còn nhiều cái điều khó khăn khác ở kinh tế, thì các anh nên cẩn thận cái việc làm ăn của mình. Vốn dĩ người Ất Mão là những người đã gọi là hơi nhát, cẩn trọng quá đến mức là người ta nói mình hơi nhát, nhưng mà năm nay tiếp tục thể hiện cái nhát nó đi để mà có được những cái sự tốt đẹp, chứ nếu không cương là sẽ mệt. Các anh nếu xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của một người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.